Bây giờ là được 12 năm ạ. 12 năm. Sao không chơi gì khác mà chơi đàn? Dạ tại em thích. Em ơi, khi mà em không có thấy gì hết á, em cứ bấm đàn mà em sao em biết đó là chỗ nó nằm ở đó vậy? Dạ thực ra đối với một người chơi đàn đã lâu rồi thì khi mà đứng trước cây đàn là tự cảm giác họ sẽ biết cái nốt nó nằm ở đâu. Wow. Giống như em vậy đó. Em về nhà em không cần ai chỉ, em vẫn biết tiền chồng để đâu. Đúng không? Em không nói nữa. Rồi mình hiện tại là đang tham gia vào Quam Phối Khí hả? Dạ vâng ạ. Thì sản xuất luôn hả? Producer luôn hả? Dạ. Chắc là mê lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Không có sáng tác bài gì chưa? Em có sáng tác được một bài, nó là Em Đã Từng.